Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, thực hiện quyết định số 122 ngày 19 tháng 1 năm 2023 về việc chăm lo, hỗ trợ người lao động bị mất việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Kết quả tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ của 10.000 lao động, trong đó 465 lao động hưởng chính sách hỗ trợ bị chấm dứt hợp đồng lao động và trên 9.500 lao động hưởng chính sách hỗ trợ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động với tổng số tiền hỗ trợ hơn 14,98 tỷ đồng đã được giải ngân 100%.